Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 134. Chương 1331. Đại Thánh tức giận. Thẩm Lạc thấy vậy, khóe miệng hơi câu lên một vòng ý cười, sải bước tới trước, nâng lên một quyền đập tới Hỗn Nguyên Kim Chùy. Chỉ thấy quanh thân hắn rung động kim quang, ngoài thân thình lình hiện ra hư ảnh ba đầu kim long và ba đầu kim tượng, đều ngẩng đầu gầm lên, bay thẳng tới Thông Tý Viên Hầu. Kim chùy và long tượng chạm vào nhau, kim quang đại phóng, hai đầu kim long đứng mũi chịu sào, dưới trọng kích vỡ ra. Theo sát phía sau, kim long cự tượng theo sát sau không đình trệ chút nào va chạm tới, cuốn theo long tượng lực như sóng nước giang hà dậy sóng mãnh liệt bổ sung tới. Ngay từ đầu, Thông Tý Viên Hầu còn có thể ngăn cản, nhưng rất nhanh bị bức liên tục lùi về phía sau. Một con Xích Khảo Mã Hầu, một trong bốn kiện tướng, thấy tình thế không ổn, lập tức phi thân lên, quanh thân vận khởi quang mang tuyết trắng, hai tay đưa ra vỗ sau lưng Thông Tý Viên Hầu, chống đỡ gã lui lại. Kim Long cự tượng vọt tới trước không nổi, bao gồm Long tượng lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, cả hai rơi vào thế giằng co. Hai kiện tướng yêu viên còn lại thấy thế, không lên tiếp viện mà giật mình đánh giá Thẩm Lạc, tựa hồ không thể tin được một kẻ chỉ là phàm nhân lại có sức mạnh chống lại hai người bọn chúng. Xích Khảo Mã Hầu sau khi gia nhập vào, hai mắt lóe lên ánh bạc, sau lưng dâng lên hỏa diễm màu trắng, khí tức quanh người bừng bừng phấn chấn, hai tay đột nhiên chấn động. Một cỗ lực đạo cường hoành trong thể nội nó mãnh liệt tuôn ra, đẩy vào thể nội Thông Tý Viên Hầu. Qua cánh tay của nó tuôn ra, đánh cho hai đầu hư ảnh voi lớn băng tán, chỉ còn lại một rồng một tượng nỗ lực dáng chống đỡ. Long tượng lực chợt giảm, chuôi Hỗn Nguyên Kim Chùy tái phát thần uy, phản lại giáng xuống phía Thẩm Lạc. Phủ Đông Lai thấy thế, nhíu mày, đang do dự có nên tiến lên hỗ trợ hay không, bỗng nghe Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, kim quang trên thân cùng khí tức thể nội phát ra đồng thời tăng vọt. Kim quang phía sau hắn thình lình lần nữa ngưng tụ ra ba đầu kim long và ba kim tượng, hỗn hợp ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường hãn vô địch, xông tới phía Thông Tý Viên Hầu. Phủ Đông Lai cảm thấy rung động, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, Thẩm huynh tựa hồ mạnh hơn trước rất nhiều. Ngào, một tiếng long ngâm tượng minh hỗn hợp vang lên, long tượng lực cuồng bạo biến thành sức mạnh nghiền ép mãnh liệt tuôn qua. Quang mang trên Hỗn Nguyên Kim Chùy phát tán ra bị chấn nát, bản thể cự chùy cũng bị phản chấn về. Hai tên yêu viên kiện tướng thôi động trọng chùy cũng bị cự lực này trùng kích bay ngược ra sau. Lúc kim long cự tượng sắp va chạm thân thể của bọn chúng, cỗ sức mạnh cường hãn kia tự thu lại, chỉ xông ra một nửa liền tự tiêu tán. Nhưng dù vậy, hai yêu viên kiện tướng cũng không thể ổn định thân hình, vẫn như cũ bay ngược ra sau. Lúc này, một tiếng phạn âm Phật tụng bỗng nhiên vang lên trên mặt đất kim. Quang tuôn ra tụ lại, một trưởng ấn Phật thủ to lớn màu vàng từ mặt đất chậm rãi dâng lên, trước khi hai tên yêu viên kiện tướng đụng vào doanh trại đã cản lại bọn chúng. Hai tên yêu viên kiện tướng còn lại thấy thế, lập tức quay người, khom mình hành lễ về phía Sơn Môn, trong miệng hô, cung nghênh đại vương. Nơi tiếng nói ngừng lại, một vệt kim quang trực tiếp hạ xuống cửa trại. Một viên hầu lông vàng mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan từ đó hiện ra thân hình. Vóc người nó không cao, bên ngoài kim giáp còn phủ lấy một kiện cà sa viền vàng nền đỏ, trên mặt mang theo vẻ chiêu tức, nhìn về phía hai người Thẩm Lạc. Phía sau gã, còn đi theo một con khỉ già lông xám trắng tay chống một cây thủ trượng tử đằng hình như cầu long tử, mặc trường bào màu xanh. Lúc Thẩm Lạc nhìn thấy con khỉ già, thần sắc hơi động một chút. Con khỉ già này chính là năm đó trong mộng cảnh dẫn hắn tìm tới Tôn Ngộ Không lưu lại bích họa kia. Hiện tại nhìn nó tuổi già sức yếu không khác gì mấy trăm năm sau, nhưng đôi tròng mắt kia so với Thẩm Lạc thấy mộng cảnh lại sáng tỏ thanh tịnh hơn nhiều. Từ lúc thiên đình năm đó vây quét đến giờ, Hoa Quả Sơn ta đã rất nhiều năm chưa có người dám đánh lên Sơn Môn. Hai người các ngươi ngược lại lá gan không nhỏ. Tới, bồi ta hai chiêu. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không tức giận, cười đùa nói, vãn bối Thẩm Lạc, bái kiến tôn tiền bối. Lúc trước động thủ, thật sự là có việc gấp cầu kiến tôn đại thánh, bất đắc dĩ,
xin thứ lỗi. Thẩm Lạc vội vàng ôm quyền nói. Trong lòng phủ Đông Lai vốn kính ngưỡng vạn phần tuyệt thế yêu vương Tôn Ngộ Không này, giờ phút này cũng ôm quyền hành lễ, cúi đầu im lặng. Tôn Ngộ Không thấy thế, có chút thất vọng gãi đầu một cái. Ai, còn tưởng rằng có thể đánh một trận, xem ra phải thất vọng rồi. Ngươi là đệ tử Phương Thốn Sơn à? Vãn bối cũng không phải là đệ tử Phương Thốn Sơn, hôm nay đến đây là được Bồ Đề Lão Tổ nhờ vả, mang thủ tín này cho Đại Thánh Ngài. Thẩm Lạc nói, không phải đệ tử Phương Thốn Sơn, lại có thể tu luyện Hoàng Đình Kinh mà đã đạt đến Đại Thành, còn được Lão Tổ nhờ vả đến đưa tin, hẳn là... Ngươi cũng là ngôi sao tai họa. Trong nháy mắt Tôn Ngộ Không đi tới trước Thẩm Lạc, quan sát tỉ mỉ nói. Đại Thánh cớ sao nói lời ấy? Thẩm Lạc khó hiểu hỏi. Hai ia, năm đó ta ở Phương Thốn Sơn cầu học tu đạo, Lão Tổ Ngài phát hiện ta là ngôi sao tai họa. Trước khi xuống núi nói lần này ta đi sẽ sinh chuyện, nói ta ở bên ngoài không được thừa nhận là đệ tử Phương Thốn Sơn. Người như vậy, không giống ta sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Cái này, Đại Thánh hay là xem trước một chút thủ tín của Lão Tổ đi, gần đây tựa hồ Phương Thốn Sơn có phiền toái. Thẩm Lạc không biết giải thích như thế nào, liền nói sang chuyện khác. Nói xong, cổ tay hắn chuyển một cái, lấy ra một chiếc nhẫn thanh ngọc, giao cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cầm chiếc nhẫn, vận chuyển pháp lực thôi động, trên chiếc nhẫn có phù văn hiển hiện, đúng là bị cấm chế phong tỏa. Gã suy tính một phen, bóp một cái pháp quyết đặc biệt, trong miệng yên lặng ngâm tụng một lúc, mới chỉ hướng trên chiếc nhẫn thanh ngọc một cái. Chỉ thấy trên chiếc nhẫn nở rộ kim quang, tầng cấm chế phù kia chợt hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán không thấy. Tôn Ngộ Không cầm lấy chiếc nhẫn, đưa sát mi tâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lát, cặp mắt gã bỗng nhiên mở ra, vốn thần sắc nhẹ nhõm, lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Những hỗn trướng này, sao bọn hắn dám? Tôn Ngộ Không đột nhiên quát to một tiếng, khí thế quanh thân không thể ngăn cản bộc phát ra. Mấy người bao gồm Thẩm Lạc bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều bị đẩy lui ra hơn một trượng, từng người kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bất quá biết rõ nguyên do trong đó, cũng chỉ có một mình Thẩm Lạc mà thôi. Đại Thánh, có phải tình thế Phương Thốn Sơn không lạc quan không? Thẩm Lạc đi tới phía trước, cau mày hỏi. Lúc trước Bồ Đề Lão Tổ nói thật nhẹ nhàng, khiến hắn cho là tình cảnh Phương Thốn Sơn không quá gian nguy. Nhưng từ phản ứng của Tôn Ngộ Không, hiển nhiên không phải như vậy. Nghe hắn hỏi như vậy, Tôn Ngộ Không mới từ trong tức giận lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, dùng ánh mắt hết sức kỳ quái đánh giá hắn. Đại Thánh, Thẩm Lạc bị gã nhìn hơi mất tự nhiên, nhịn không được gọi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút ý cười cổ quái, lập tức mở miệng hỏi. Trước khi các ngươi xuất phát, những môn phái kia đã bắt đầu tấn công Phương Thốn Sơn chưa? Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1332, gấp rút tiếp viện. Không có. Lúc chúng ta đi, mặc dù dưới núi có rất nhiều tu sĩ hoạt động, nhưng trên Phương Thốn Sơn vẫn là một cảnh tượng bình tĩnh, cũng không có gì khác thường. Thẩm Lạc nói, bọn hắn thực dám can đảm động thủ với Phương Thốn Sơn sao? Phủ Đông Lai có chút không dám tin nói. Người nếu biết những môn phái kia là ai, có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tôn Ngộ Không cười nói, lần này nhân tộc và ma tộc liên thủ, chỉ sợ tiên tộc cũng tham dự, lúc ta tới đã cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là cũng không giúp được gì, chỉ có thể truyền bức thư này giúp Lão Tổ. Thẩm Lạc thở dài. Bản Tơ Động, Lăng Ba Thành, Sư Đà Lĩnh cầm đầu, phía sau còn đi theo những tiểu tông môn như Nhược Thủy Môn, Thương Lang Sơn cùng Ngọc Long Động. Ngược lại so với năm đó đối phó với ma tộc còn đầy đủ hơn. Tôn Ngộ Không giễu cợt nói. Thẩm Lạc và Phủ Đông Lai nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đổi. Bản Tơ Động, Lăng Ba Thành và Sư Đà Lĩnh đều không ngoại lệ, tất cả đều là tông môn nhất lưu, tuy nói đơn độc đứng lên không có một phái nào có thể áp chế được Phương Thốn Sơn, nhưng kết hợp lại thì chắc thắng Phương Thốn Sơn. Về phần Thương Lang Sơn, Ngọc Long Động, tuy là môn phái nhỏ,
nhưng thực lực cũng mạnh hơn xa loại môn phái như Xuân Thu Quan. Đại vương, làm sao lại như vậy? Năm đó lúc ma tộc lợi hại làm ầm ĩ, trừ mấy lần vây quét số lượng lớn, cũng không có nhiều tông môn cùng tiến đánh một tông môn như vậy. Vượn già áo xanh kia đi lên phía trước, dò hỏi. Ai biết bọn gia hỏa này bị bệnh ở chỗ nào, đợi ta đi giúp bọn hắn khơi thông mới được. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, ngưng mi nói. Đại vương phải xuất chinh. Vượn già hỏi. Mặt tướng nguyện lãnh binh đi theo. Bốn tên yêu viên kiện tướng nhao nhao đi lên phía trước, ôm quyền nói. Phương Thốn Sơn ít ngày nữa sẽ đại chiến rồi. Đại quân xuất phát tốc độ quá chậm, căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Mã Nguyên Soái, Băng tướng quân. Có mặt tướng, Tôn Ngộ Không điểm danh. Hai tên yêu viên kiện tướng lúc trước ra tay với Thẩm Lạc Ứng Thanh ra khỏi hàng. Hai người các ngươi theo ta tiến về Phương Thốn Sơn gấp rút tiếp viện. Gần đây Đông Hải bên kia cũng không yên ổn. Lưu Nguyên Soái và ba tướng quân, các ngươi tiếp tục trấn giữ Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tuân mệnh. Hai tên yêu viên kiện tướng kia cũng tới trước lĩnh mệnh. Đại vương, để lão nô đi theo ngài. Vượn già áo xanh đi lên phía trước, ôm quyền nói. Tính cách Lưu Nguyên Soái và ba tướng quân quá dễ xúc động, gặp chuyện hay hành động theo cảm tính. Hoa Quả Sơn bên này còn cần ngươi tọa trấn, ta mới yên tâm được. Tôn Ngộ Không nói. Cái này, lão nô đành nghe lời vậy, sẽ bảo vệ tốt gia viên, đợi đại vương trở về. Vượn già áo xanh đáp ứng. Nói xong, Tôn Ngộ Không muốn mang Mã Nguyên Soái và Băng tướng quân rời đi. Đại thánh, có thể để cho chúng ta cũng đi theo ngài cùng trở về Phương Thốn Sơn không? Thẩm Lạc tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Người cũng muốn đi? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Thẩm Lạc, cau mày hỏi. Đại thánh, chúng ta mặc dù thực lực không lớn, nhưng tóm lại có thể giúp đỡ một chút. Phủ Đông Lai cũng đi tới trước nói. Người có biết lần này đi đối mặt thế trận, hung hiểm không thua gì năm đó Thiên Đình vây quét Hoa Quả Sơn ta không? Các người vẫn như cũ muốn đi sao? Tôn Ngộ Không lại lần nữa hỏi. Đại thánh, một thân bản lĩnh công pháp của ta có nguồn gốc rất sâu với Phương Thốn Sơn. Lúc trước vốn định lưu lại Phương Thốn Sơn hỗ trợ, chỉ là do Bồ Đề lão tổ nhờ vả mới đến Hoa Quả Sơn đưa tin. Bây giờ biết được cảnh ngộ Phương Thốn Sơn còn hung hiểm hơn cả ta dự đoán, ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Thẩm Lạc không chần chừ, mở miệng nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, con mắt trong hốc mắt chuyển động tròn, tựa hồ có chút do dự. Thôi, thôi, các người đã không sợ chết, vậy cùng đi với lão Tôn ta một chuyến. Tôn Ngộ Không cười nói. Đại thánh, trước khi rời đi, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng, có thể nhờ yêu tướng Hoa Quả Sơn hỗ trợ xử lý một chút hoạn thủy cảng cá dưới núi không? Ta từng đáp ứng ngư dân ở đó trợ giúp bọn hắn, trước mắt thì không rảnh bận tâm rồi. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Đạo hữu yên tâm đi thôi, việc này giao cho lão nô. Vượn già áo xanh chủ động mở miệng đáp ứng việc này. Vậy đa tạ tiền bối. Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ, lập tức nói cám ơn. Tôn Ngộ Không dàn xếp xong, lúc này chuẩn bị xuất phát. Lúc gần đi, y đưa tay ném chiếc nhẫn thanh ngọc tới phía Thẩm Lạc. Đại thánh, ngài đây là... Thẩm Lạc vội vàng đón lấy, có chút khó hiểu hỏi. Thanh ngọc dưới này có thể làm chữ vật, phẩm chất không thấp, lão Tôn ta không dùng được. Vậy cho ngươi, xem như thủ lao ngươi đưa tin. Tôn Ngộ Không nói. Thẩm Lạc còn muốn nói chuyện, bỗng nghe Tôn Ngộ Không hỏi. Cân đầu vân của ta rất nhanh, đáng tiếc mang không được quá nhiều người. Các ngươi có pháp bảo phi hành gì có thể theo kịp ta không? Vãn bối có một môn độn thuật, có thể thử một chút. Thẩm Lạc do dự một chút nói. Được, vậy thử xem một chút. Nói xong, Tôn Ngộ Không giơ hai cánh tay bắt lấy vai Mã Nguyên Soái và Băng tướng quân, thân hình nhảy lên, lấy một tư thế hết sức kỳ lạ bốc lên nhập không, trong nháy mắt nhảy lên trốn ra xa hư không. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng kéo vai Phủ Đông Lai, trên hai tay sáng lên kim ngân quang mang. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, cũng trong nháy mắt bay lên không, biến mất không thấy gì nữa. Dưới Hoa Quả Sơn, một đám yêu viên nhìn mấy người biến mất trong hư không, còn lưu lại pháp lực khuấy động, đều trợn mắt há hốc mồm. Cách xa vạn dặm,
trên đỉnh một ngọn núi, Tôn Ngộ Không đứng ở đỉnh chóp núi đá, nhìn lại hướng Hoa Quả Sơn xa xa. Chỉ thấy cách đó mấy ngàn dặm, một trận điện quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, điện quang bay thẳng đến ngọn núi, thân ảnh hai người Thầm Lạc nổi lên. Đây không phải Chấn Sĩ Thiên Lý của Kim Sĩ Đại Bằng Điều à? Ngươi là một nhân tộc, sao lại học được? Tôn Ngộ Không thấy thế, hồ nghi hỏi. Dưới cơ duyên xảo hợp học được, Đại Thánh, chúng ta mau chóng lên đường đi. Thẩm Lạc không giải thích quá nhiều. Có bí thuật này, đuổi theo lão Tôn ta ngược lại không có vấn đề. Đi thôi. Tôn Ngộ Không cũng không hỏi nhiều, nói. Nói xong, y lần nữa thi triển Cân Đầu Vân, mang theo hai chiến tướng dưới trướng, biến mất trong không trung. Thẩm Lạc cũng vội đuổi theo, vội vàng qua hơn nửa tháng. Trước một thôn trại ở ngoài Phương Thốn Sơn, thân ảnh Thẩm Lạc và Phủ Đông Lai từ trên cao hạ xuống, lảo đảo một cái cơ hồ không đứng vững. Mấy ngày qua Thẩm Lạc không ngừng thi triển bí thuật Chấn Sĩ Thiên Lý, mặc dù có đan dược không ngừng bổ sung, nhưng vẫn hao tổn quá độ, có chút không chịu nổi. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn không bị bỏ rơi quá xa, so với Tôn Ngộ Không chỉ chậm gần nửa ngày, đã chạy tới bên này. Chỉ là lúc này hắn nhìn Trường Thọ thôn trước mắt đã bị chiến hỏa xâm hại, cửa trại và tường ngoài đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, phòng ốc ngọc xá bên trong cũng đã hóa thành đất đai khô cằn, trong lòng không khỏi siết chặt. Khắp mặt đất tuy có vết tích đánh nhau, nhưng cũng không có nhiều tử thi, không biết là do không có quá nhiều thương vong, hay là thi thể đều đã bị xử lý. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1333, lão Tôn ta trở về. Thẩm Lạc nhìn xuyên thấu qua cửa trại đã bị đốt cháy đen, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang một mặt nghiêm trọng từ bên trong đi ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, một đôi hỏa nhãn kim tinh đã bịt kín huyết sắc. Sao lại lan đến nơi này? Phủ Đông Lai có chút không hiểu hỏi. Thẩm Lạc cũng không ngạc nhiên, hắn biết rõ quan hệ giữa Phương Thốn Sơn và Trường Thọ Thôn, biết có nhiều người Trường Thọ Thôn đã từng bái nhập Phương Thốn Sơn tu tập tiên thuật. Bọn họ tự nhiên là người ủng hộ Phương Thốn Sơn, sẽ không khoanh tay đứng nhìn người ngoài vây đánh Phương Thốn Sơn. Năm đó tiểu phu chỉ cho ta đường đi Phương Thốn Sơn, chính là ở trong thôn này. Nếu bọn hắn đã làm đến mức như thế, cũng đừng trách ta Phật tâm độ hóa bọn hắn. Tôn Ngộ Không nói xong, giật xuống áo khoác cà sa trên thân, sau lưng hỏa diễm dâng lên, một áo choàng đỏ tươi không gió tự căng lên, bay phất phới. Mấy người rời Trường Thọ thôn, rất nhanh tới dưới Phương Thốn Sơn. Lối vào sơn môn vẫn yên tĩnh như thường ngày, chỉ có trong rừng vang lên tiếng chim hót, phảng phất không có dị thường gì cả. Tôn Ngộ Không dẫn đầu đi vào dưới cổng chào làm bằng gỗ kia, thân hình nhảy lên, muốn tiến vào bên trong. Trong cửa lập tức quang mang đại tác, một trận ngũ thải huyễn quang từ đó sáng lên, phát ra chấn động mãnh liệt, ép Tôn Ngộ Không trở về. Đại vương, đại trận hộ sơn vẫn còn, xem ra Phương Thốn Sơn chưa xảy ra chuyện. Mã Nguyên Soái thấy thế, nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy không nói gì, mà tay bóp pháp quyết, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng vài tiếng, sau đó nhấc trường thò vào phía trong cửa cổng. Kết quả, bàn tay y vừa vươn vào cổng, tầng ngũ thải huyễn quang kia lần nữa hiển hiện, vẫn như cũ ngăn cản y ở bên ngoài. Hừ, sư tôn truyền cho ta khai môn quyết cũng vào không được. Đây không phải bức lão tôn ta xuất ra tuyệt chiêu xô tường phá cửa sao? Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, cổ tay chuyển động, lòng bàn tay tuôn ra kim quang, một cây trường côn màu vàng sáng bóng hiển hiện trong tay. Một tay y nắm như ý kim cô bổng, bước ra phía trước, thân hình trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, còn cao hơn cổng đền kia. Chỉ thấy cánh tay kia luân chuyển, trên thân có từng vòng kim quang tuôn ra. Thẩm Lạc từ đó có thể cảm nhận được khí tức Hoàng Đình Kinh mãnh liệt, nhưng không thấy hư ảnh long tượng xuất hiện. Trong lòng đoán là hơn phân nửa Tôn Ngộ Không đã hòa hợp long tượng lực, đã sớm không cần hiện ra bên ngoài. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, trên như ý kim cô bổng luân chuyển đã truyền ra khí tức bành trướng như biển, thân côn ông minh không thôi, trùng điệp cự lực sơn nhạc điệp ra, đánh tới cánh cổng. Ầm ầm, một trận thanh âm núi lở không ngừng vang lên,
như ý kim cô bồng cuốn theo trùng điệp kim quang, trong nháy mắt tới gần cổng gỗ. Bên ngoài cổng gỗ đồng thời sáng lên ngũ thải huyễn quang, rốt cuộc đại trận hộ sơn hiển hiện toàn cảnh. Màn sáng năm màu trải rộng ra, thẳng vào trăm ngàn trượng không trung, trong nháy mắt kim cô bồng đập trúng, nhộn nhạo lên một mảnh sóng cả bao la hùng vĩ, tầng tầng kim lãng cuốn theo vô tận lực lượng tuôn ra. Ầm một tiếng nặng nề trầm đục truyền đến, thân thể Tôn Ngộ Không bị kim quang va chạm, bay ngược ra sau. Chỉ là bay đến một nửa, thân hình y liền cưỡng ép thay đổi, trực tiếp lách mình xuất hiện bên cạnh màn sáng năm màu, lần nữa huy động như ý kim cô bồng nện xuống màn sáng. Ầm ầm một tiếng nổ đùng, sóng xung kích càng thêm kịch liệt so với trước, Tôn Ngộ Không lại bị đánh bay ra sau. Lần này, thân thể y mới bay ngược ra hơn 10 trượng, đột nhiên uốn éo với một đường cong cực không hợp lý, vọt thẳng lên không trung, rất nhanh biến mất trong tầm mắt hai người Thẩm Lạc. Bất quá sau một lát, một tiếng nổ rung khắp thiên khung từ phía trên phương Thốn Sơn truyền đến. Ầm ầm. Cả tòa sơn mạch kịch liệt chấn động, đại trận hộ sơn nhìn vững như thành đồng. Sau một tiếng nổ đùng này, ầm vang vỡ vụn ra, vô số kim quang từ đó tản mạn ra khắp nơi, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này, Thẩm Lạc thấy trên bầu có một người phi nhanh qua lại, trong tay còn cầm một cuốn sách lụa tơ vàng gấm vóc chế thành. Phía trên phát tán ra vầng sáng màu vàng, thu nạp những kim quang lan tràn kia vào. Sau một lúc lâu, bóng người kia bay trở về mặt đất, tự nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Thấy hai người Thẩm Lạc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn mình, Tôn Ngộ Không giải thích. Đây là đồ vật hạch tâm của đại trận hộ sơn phương Thốn Sơn. Nếu không phải biết chỗ của nó, ta cũng không thể phá vỡ đại trận nhanh như vậy. Đại Thánh, nếu đại trận đã phá, ngài còn làm cái gì vậy? Thẩm Lạc chỉ vầng sáng còn khuấy động ở phía trên lưu lại, hỏi. Vậy cũng nhìn không ra, tự nhiên là lần nữa thu nạp linh khí trở về, ai? Cái này vừa vỡ liền thu lại, thiên địa linh khí chí ít tổn thất một nửa, sư phụ biết, lại mắng ta là bại gia tử. Tôn Ngộ Không nói, thở dài không thôi. Tán đi đại trận hộ sơn phương Thốn Sơn, khắp nơi có thể thấy được khói lửa màu đen dâng lên, nhìn một màn này, trong lòng mấy người nhấc lên sóng gió. Đại Thánh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên núi đi. Thẩm Lạc vội vàng nói. Mấy người vừa mới ngự không bay lên, chỉ thấy một bóng người từ trên cao lảo đảo ngã đập xuống. Tôn Ngộ Không vội vàng đưa tay cách không một chảo, một cỗ lực lượng vô hình từ trong hư không hiển hiện, kịp thời đỡ được người kia. Tôn Ngộ Không chậm rãi kéo gã lại trước người, lúc thấy rõ khuôn mặt mới không khỏi nghẹn ngào kêu lên, Giác Ngạn sư huynh. Chỉ thấy người kia có vóc người trung đẳng, gương mặt tròn trịa, quần áo trên người phá toái, khắp áo quần nhuốm máu, chính là Giác Ngạn thân truyền đệ tử của Bồ Đề Lão Tổ. Ngộ Không, thật là ngươi trở về rồi. Lúc Giác Ngạn nhìn thấy mấy người Tôn Ngộ Không, trong mắt lập tức sáng lên ánh lửa hy vọng. Sư huynh, lão tôn ta trở về rồi, sư phụ lão nhân gia ông ta thế nào? Trên núi thế nào? Tôn Ngộ Không một bước tiến tới, nâng Giác Ngạn lên, hỏi liên tục. Ngay hôm qua, một đám tu sĩ không rõ thân phận, lấy cớ bái sơn đòi lên phương Thốn Sơn chúng ta, nhưng bị cự tuyệt, nên xuất thủ công kích đệ tử phương Thốn Sơn. Chúng ta liều chết chống cự, tiếc rằng. Âm thanh Giác Ngạn gấp rút, lời nói vội vàng, nói tới chỗ này đúng là không nói được nữa. Giác Ngạn tiền bối, người tới là những người nào, bọn hắn sao có thể công phá đại trận hộ sơn? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Người xâm phạm là Lăng Ba Thành Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, Bản Tơ Động Hoa Thập Nương cùng Sư Đà Lĩnh Lục Nha Tượng Vương cầm đầu, bọn hắn không công phá đại trận hộ sơn. Là phản đồ phương Thốn Sơn mở ra đại trận, bọn hắn không đánh mà thắng đã đánh vào phương Thốn Sơn, sau đó trắng trợn tàn sát đệ tử phương Thốn Sơn ta. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, cầm đầu lại là ba tên tu sĩ Thái Ất, trong đó thực lực Lục Nha Tượng Vương hắn đã chứng kiến. Chiến lực Dương Tiễn hắn cũng đã rõ, lại thêm một Hoa Thập Nương không biết sâu cạn, tình cảnh phương Thốn Sơn sao mà hung hiểm. Trừ ba tên chiến lực đỉnh tiêm này, bọn hắn tập hợp mười mấy môn phái to nhỏ, hội tụ mấy trăm tên tu sĩ. Trong đó tu sĩ chân tiên tương đối nhiều,
chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Giác Ngạn tiếp tục nói, sư phụ đâu, lão nhân gia ông ta xuất thủ, còn ngăn cản không nổi sao? Tôn Ngộ Không hỏi vội. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1334, cùng làm việc xấu. Sư phụ, người, phản đồ phản bội Phương Thốn Sơn, chính là Giác Minh. 3 tháng nay hắn thắp đèn trong tĩnh thất của sư phụ, trộn lẫn cổ độc giao nhân vào trong dầu thắp, ngày thường căn bản không phát hiện dị dạng. Lần này, vào thời điểm sư phụ thi triển thần thông tạo hóa, cổ độc tích xúc nhiều ngày mới phát tác, làm nhiễu loạn kinh mạch sư phụ. Tên Giác Minh kia cũng thừa cơ liên thủ cùng một hắc y nhân che mặt, trọng thương sư phụ. Hiện tại lão nhân gia cùng các đệ tử còn sót lại trốn vào trong bồ đề bí cảnh, ta liều chết trốn ra cầu viện. Cảm xúc Giác Ngạn kích động, một hơi nói rất nhiều. Sư phụ bị thương, vết thương thế nào? Tôn Ngộ Không gãi mặt, hắc y nhân che mặt, Thẩm Lạc trầm ngâm. Sư phụ, thương thế không nhẹ, thời khắc này chỉ có thể dựa vào bồ đề bí cảnh chống đỡ, sợ là không duy trì được quá lâu. Các đệ tử trước đây phái đi cầu viện, ngoại trừ ta ra, có thể đã bị chặn giết bỏ mình rồi. Giác Ngạn vội vàng nói, xin hỏi tiền bối, Trường Thọ Thôn dưới núi đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc nhớ lại một chuyện, hỏi vội. Trường Thọ Thôn từ xưa giao hảo với chúng ta, lần này nhờ có bọn họ cảnh báo trước, có đại lượng tu sĩ bí mật lẻn vào phụ cận Phương Thốn Sơn, nên bọn họ cũng bị đối phương trả thù. Giác Ngạn nói, người trong thôn, Thẩm Lạc lo lắng nói, tổn thất một phần khác được sư phụ xuất thủ cứu, hiện giờ cùng nhau trốn trong bồ đề bí cảnh. Sắc mặt Giác Ngạn bi phẫn nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên núi cứu viện. Tôn Ngộ Không quét ngang lông mày, nói, sư đệ, không thể. Giác Ngạn lập tức nói, sao lại không thể? Tôn Ngộ Không nhè răng, hỏi, trước mắt trên núi có hơn 10 môn phái tề tụ, bọn họ người đông thế mạnh, lại không thiếu tu sĩ thái ất tu vi cao thâm. Chúng ta tùy tiện xông lên như vậy chẳng những không cứu được người, mà còn bị bao vây đánh giết. Đến lúc đó hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Giác Ngạn nghe vậy, ngữ trọng tâm trường nói, nước xa không cứu được lửa gần, sư phụ bọn họ đang gặp nguy hiểm. Ngay cả khi chúng ta đi cầu viện trước thì có lợi gì chứ? Còn không bằng giết thẳng lên núi, chiến một trận cho thống khoái. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, giá tính bất tuân lần nữa hiển lộ ra. Đại vương, Giác Ngạn đạo hữu nói không phải không có lý. Mã Nguyên Soái mở miệng nói, tùy tiện lên núi mà không cầu viện binh, đúng là không ổn. Phủ Đông Lai cũng trầm ngâm nói, giải thích câu ngữ trọng tâm trường nghĩa là trịnh trọng và nghiêm túc, chân thành. Hết giải thích. Khi biết được nhị đại vương Sư Đà Lĩnh đích thân đến, gã biết việc này khó mà bỏ qua. Dưới tình huống không có viện thủ, Phương Thốn Sơn nhất định nguy rồi. Tôn Ngộ Không nghe xong, mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, nếu vậy, Thẩm đạo hữu, làm phiền ngươi cùng vị đạo hữu ma tộc này đi Phổ Đà Sơn và Ngũ Trang Quan cầu viện. Lão Tôn ta quan hệ không tệ với Phương Thốn Sơn, không thể bỏ mặc bọn họ. Thẩm Lạc nghe vậy, không lập tức đáp ứng, dường như có chút do dự. Việc này ta giao cho ngươi, ta đánh lên núi trước. Tôn Ngộ Không mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, sau khi ném ra một câu, lập tức chân đạp xuống đất, thân hình bay lên, thẳng đến đỉnh Phương Thốn Sơn. Hai vị yêu viên Mã Nguyên Soái và Băng Tướng Quân thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Ai, làm phiền hai vị, nếu Phương Thốn Sơn có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày sau tất có hậu báo. Giác Ngạn chắp tay, cố nén thương thế đuổi theo. Thẩm huynh, tình hình khẩn cấp, chúng ta chia ra hai đường, đi cầu viện binh. Phù Đông Lai cũng mở miệng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, khoát tay áo, nói, không vội. Sao? Lại không vội. Thẩm huynh, không lẽ huynh? Phù Đông Lai vốn quýnh lên, chợt kịp phản ứng, hỏi. Không sai, tin tức cầu viện, lúc chúng ta rời khỏi Hoa Quả Sơn, ta đã viết mật tín đưa ra ngoài,
không chỉ cầu viện Phổ Đà Sơn cùng Ngũ Trang Quan, đồng thời cũng cầu viện Đại Đường Quan Phủ, Hóa Sinh Tự. Thẩm Lạc nói, Phủ Đông Lai nghe vậy vui mừng, sau đó hơi kỳ quái, hỏi, nếu vậy, sao huynh không nói việc này cho Tôn Đại Thánh? Phủ huynh, huynh không cảm thấy Giác Ngạn tiền bối có gì kỳ quái sao? Thẩm Lạc hỏi, có chỗ nào kỳ quái? Phủ Đông Lai khó hiểu hỏi. Gã đã nói, trốn ra còn có không ít đệ tử đưa tin, nhưng hầu như tất cả đều lọt vào chặn giết. Nhưng hắn là người duy nhất trốn thoát, hắn nói chuyện với chúng ta thật lâu, cũng không thấy phía sau có truy binh. Thẩm Lạc cau mày nói. Phủ Đông Lai nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống, một lát sau cũng khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận điểm này rất khả nghi. Bất quá hiện tại, hắn nghĩ lầm chúng ta đi cầu viện, càng thuận tiện hơn cho chúng ta dò xét, trước tiên nên biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Lạc khẽ thở dài nói, thương lượng xong, hai người lập tức thu liễm khí tức, không ngự không đi, mà nhanh chóng theo đường núi đuổi theo. Khác hẳn lần trước hắn đến đây là cảnh đẹp thâm lâm khắp núi, bây giờ Phương Thốn Sơn khói lửa nghi ngút, kiến trúc, tường điện sụp đổ, ở giữa còn có không ít thi thể không trọn vẹn. Trong số đó, có người mặc y phục nội môn, ngoại môn đệ tử Phương Thốn Sơn, cũng có không ít người xâm nhập mặc các loại y phục khác nhau, đủ thấy chiến đấu lúc trước thảm thiết cỡ nào. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng thuộc hạ vừa bay đến đỉnh Sơn Phong, trong hư không bỗng nhiên phát sinh một trận vặn vẹo mãnh liệt. Từng sợi tơ màu hồng mỏng manh vô cùng từ trong hư không hiển hiện ra khắp nơi, hóa thành một tấm lưới cực lớn, bao phủ xuống bọn Tôn Ngộ Không. Không tốt, là Thiên La Địa Võng của Hoa Thập Nương. Giác Ngạn cuống quýt kêu lên. Tôn Ngộ Không thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng, duỗi ra một trường, đột nhiên chảo vào trong hư không. Chỉ thấy năm ngón tay phát ra kim quang chói mắt, tiện tay kéo xuống dưới một cái, trong hư không liền vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Năm vết nứt màu đen hiện ra, đúng là vừa vặn kéo mạng nhện màu hồng Ứng Thanh vỡ nát. Ha ha, không hổ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, quả nhiên lợi hại. Trên không trung truyền đến một tiếng cười điu giảng đáng yêu, một nữ tử dáng người cao gầy xinh đẹp, hiện ra thân hình. Chân nàng đạp hư không, đưa tay ra không trung tùy ý đùa bỡn vài lần, liền có từng đạo tinh tuyến gần như trong suốt xuyên tới xuyên lui, từng chút một khâu lại khe nứt do Tôn Ngộ Không kéo ra. Mà Thiên La Địa Võng lúc trước bị xé nát, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta tưởng là người nào, ngươi một nhện yêu nho nhỏ, cũng dám khi dễ Phương Thốn Sơn, đã ăn tim gấu gan báo sao? Hai mắt Tôn Ngộ Không chừng một cái, cười khẩy nói, tiểu chu yêu ta tự nhiên không lọt vào pháp nhãn Đại Thánh, bất quá hôm nay ngăn tại đây cũng là muốn khuyên Đại Thánh, ao nước đục Phương Thốn Sơn này ngài cũng đừng lội vào. Dù sao ở bên ngoài cho tới bây giờ Bồ Đề lão tổ vẫn không thừa nhận Đại Thánh là đệ tử của lão, mà ngài đã thành tựu đấu chiến thắng Phật chính quả, cần gì phải nhiễm phàm trần này. Hoa Thập Nương quyến rũ cười, khuyên nhủ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1335, Đấu Nhị Lang Thần. Lão Tôn ta cũng lười nói nhảm với ngươi. Hôm nay nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn mang người rút đi. Nếu không, cho dù ngươi có may mắn chạy trốn khỏi côn bổng của ta, ngày khác ta nhất định sẽ dẫn đồ tử đồ tôn Hoa Quả Sơn, giết vào bản tơ động của ngươi, giết sạch sành xanh cả nhà ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh cảnh cáo, ai ôi, đấu chiến thắng Phật sát tính thật là lớn, đúng là dọa chết người. Hôm nay nếu chỉ là bản tơ động chúng ta, cũng không dám một mình làm phiền Phương Thốn Sơn. Đại Thánh bảo chúng ta lui, Sư Đà Lĩnh và Lăng Ba Thành bên kia, chúng ta cũng không cách nào bản giao nha. Hoa Thập Nương ra vẻ khổ sở nói, hừ, ít dùng Sư Đà Lĩnh cùng Lăng Ba Thành áp chế Lão Tôn, bọn họ có ai mà ta chưa từng giao thủ. Hôm nay sư phụ ta nếu xảy ra chuyện gì không hay, các người cứ chờ không chết không thôi với ta đi. Ánh mắt Tôn Ngộ Không quét ngang, nhìn Hoa Thập Nương một cái, lại quét về phía hư không bên kia. Chỉ thấy hư không bên kia chớp động ngân quang, một nam thanh niên cao vạm vỡ hiện ra. Dáng vẻ của gã có chút bất phàm,
thân mang bản long vân văn giáp, đầu đội bạch ngọc long quan, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, lưng đeo linh tê vọng nguyệt cung, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chỗ mi tâm có một vết táo đỏ, bên trong khảm kim sắc thụ văn. Người tới chính là nhị lang thần Dương Tiễn, đang ngồi xổm dưới chân gã là một con chó to lớn toàn thân tối tâm, tự nhiên là Hạo Thiên Khuyển. Một người một chó hiện thân, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, làm người sợ hãi. Tôn Ngộ Không, trở về đi, chuyện này ngươi không nên tham dự. Dương Tiễn mở miệng nói. Do chênh lệch vị trí cao thấp, trên cao nhìn xuống nên mang theo mấy phần ra lệnh. Dương Tiễn, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa bỏ tính tình người ở địa vị cao. Năm đó ta coi thường ngươi nhất chính là điểm này. Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày, nói. Phương Thốn Sơn đã vượt qua giới hạn nhiều năm, nhất định phải trải qua một kiếp này. Ngươi dù nhúng tay vào, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Dương Tiễn không thay đổi nói. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi từng người một lên, hay là cùng nhau lên. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, hỏi. Đã thành Phật, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ. Dương Tiễn lắc đầu thở dài. Dứt lời, thân hình gã lao xuống, bàn tay nắm vào hư không, tam tiêm lưỡng nhận. Đao chợt hiện ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo tuyết bạch ngân quang, chém xuống đầu Tôn Ngộ Không. Chấn hồn. Chỉ nghe trong miệng gã quát lớn một tiếng, một cỗ pháp lực u lam từ trong cơ thể rót vào binh khí trên tay. Trong nháy mắt xé rách hư không ra từng khe nứt, hóa thành mấy đạo sóng ánh sáng theo chiều dọc, lao thẳng đến đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang đưa tay vào lỗ tai, đột nhiên rút ra một đạo kim quang, trong nháy mắt hóa thành một kim sắc trường côn, cánh tay khẽ múa, đánh lên trên đỉnh đầu. Vù vù, một tiếng gió táp đột nhiên vang lên, lại có khí thế kinh lôi. Tiếng ầm ầm nổ vang, kim cô bồng ở giữa không trung tỏa sáng rực rỡ, trong nháy mắt đánh nát tất cả sóng ánh sáng. Không chờ khe nứt hư không khép lại, một bóng người bay lên không trung, thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới trước người Dương Tiễn. Ăn lão Tôn ta một gậy. Một tiếng quát lớn vang lên, Tôn Ngộ Không cầm kim cô bồng xoay chuyển trong hư không tựa như mãn nguyệt, quét ngang về phía Dương Tiễn. Giải thích mãn nguyệt nghĩa là trăng tròn. Hết giải thích. Dương Tiễn nhíu mày, trong lòng giật mình nhận ra thực lực Tôn Ngộ Không tựa hồ đã tinh tiến. Gã lập tức nâng đao đón đỡ, bị cỗ cự lực đánh lui xa trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Bên kia, Hạo Thiên Khuyển thấy chủ nhân bị thua thiệt, phát ra một tiếng sủa cuồng dại, thân hình lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Hóa thành một con hung thú toàn thân đen kịt, cao tới mấy chục trượng, muốn đánh tới Tôn Ngộ Không. Hai tên yêu viên kiện tướng tự nhiên không cho phép, cũng đồng loạt thay đổi thân hình, thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, hóa thành hai đầu thái thản cự viên, ngăn cản hung thú Hạo Thiên Khuyển. Bên này Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn cùng nhau giao chiến, tốc độ hai người nhanh đến cực điểm. Trong hư không chỉ có trận trận tàn ảnh chớp động qua lại, binh khí không ngừng va chạm, bắn ra từng chuỗi tia lửa màu vàng. Đằng lôi, lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình gã xoay chuyển, toàn thân bộc phát ra một mảnh tử điện lóa mắt, từ quanh thân gã bắn ra, ngưng tụ thành tám đầu tử hắc lôi xà vô cùng tráng kiện, lao thẳng tới Tôn Ngộ Không. Chỉ là đằng xà, cũng dám lỗ mãng. Xem bản long diệt pháp của ta, Tôn Ngộ Không cười một tiếng. Nói xong, quanh thân y tản mát ra kim quang nồng đậm, tám đầu kim long từ trong hư quang sau lưng nhảy lên, cùng tám đầu tử hắc lôi xà va chạm nhau. Ầm ầm, một trận sấm cuồng bạo nổ vang, kim quang đầy trời hòa lẫn tử hắc lôi điện, hóa thành vô số kim điện lôi xà, bắn ra bốn phương tám hướng. Bên trong điện quang, toàn thân Tôn Ngộ Không lóe ra kim sắc quang mang, xuyên qua điện quang bạo liệt. Trong nháy mắt hóa ra trăm ngàn phân thân, trong tay mỗi người cầm kim cô bổng, thi triển bắt thiên loạn bổng, vung đánh ra vô số bóng gậy. Dày đặc phân thân, kim ảnh từ bốn phương tám hướng công tới Dương Tiễn, trong thực có hư, côn ảnh. Giao thoa, làm người hoa mắt. Hai mắt Dương Tiễn nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời cũng khó phân ra thật giả, lông mày gã nhíu chặt. Một tay bấm quyết điểm vào mi tâm,
dấu ấn đỏ thẫm ở giữa mi tâm lập tức tỏa ra ánh vàng lóa mắt. Một kim sắc thụ nhãn xuất hiện trong đó, chỉ đợi gã ngưng mày, liền có từng chùm sáng màu vàng từ đó bắn ra, đánh về phía phân thân của Tôn Ngộ Không. Nương theo trận trận kim quang không ngừng bắn ra, phân thân kim ảnh cũng như bọt nước đồng loạt vỡ vụn. Thế nhưng phân thân kim ảnh thật sự quá nhiều, cho dù dương tiễn không gián đoạn oanh kích. Số phân thân biến mất vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với kim ảnh không ngừng thu nhỏ vây quanh, như là 9 con bò mất một sợi lông. Thấy phân thân kim ảnh không ngừng từ trạng thái phân tán một lần nữa tụ lại, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, không gian hoạt động của dương tiễn bị đè ép càng ngày càng nhỏ. Kim sắc thụ nhãn, rốt cuộc sau khi liên tiếp bắn ra mấy chục chùm sáng màu vàng, chống đỡ không nổi, theo bản năng khép kín lại. Ngay lúc này, ngay lập tức, tất cả phân thân kim ảnh ngưng tụ lại trước người Tôn Ngộ Không, hàng chục kim sắc côn bổng tụ lực mạnh mẽ, từ các góc độ khác nhau vung đánh về phía Dương Tiễn. Trong lòng Dương Tiễn căng thẳng, tam tiêm lưỡng nhận đào quét ngang ra, ý đồ bức lui Tôn Ngộ Không. Nhưng đột nhiên hai côn bổng giao nhau chống đỡ lưỡi đào, tầng tầng kim quang giao thoa tản ra, làm gã không thể động đậy, những côn bổng còn lại lấy lực lượng hủy diệt đập xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không đột nhiên sáng lên vô số tinh quang, một tấm lưới lớn màu trắng bạc đột ngột hiện ra, từ phía dưới trùm lên đám phân thân Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không để ý đến tấm lưới này, vẫn như cũ công tới Dương Tiễn. Lúc này, một sợi tơ khác từ trên cao thỏ xuống, kéo lấy thân thể Dương Tiễn, cực kỳ nguy cấp kéo gã ra ngoài vòng vây của phân thân Tôn Ngộ Không. Phân thân Tôn Ngộ Không đang muốn ngăn cản, lưới bạc xung quanh đã khép lại, một lưới bắt hết. Ở bên trong chu võng, mảnh kim quang nhanh chóng lay động, phân thân của Tôn Ngộ Không lần lượt biến mất, cho đến khi hiện ra chân thân. Y ngửa đầu nhìn về phía Hoa Thập Nương ở bên trên đột nhiên nhúng tay vào, lửa giận trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Y đang quan tâm đến an nguy của Bồ Đề Lão Tổ, tự nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1336, Đánh Lén. Đúng là không biết tốt xấu, muốn chết. Tôn Ngộ Không tức giận quát một tiếng, kim quang quanh thân bạo phát, một trận âm thanh long ngâm đột nhiên truyền ra, 6 đầu kim sắc trưởng long ngưng thực vô cùng bên ngoài thân đột nhiên vọt ra. Nhưng khi kim long đụng vào tinh võng, long chảo kéo về phía hư không, tinh võng bị kéo căng ra, nhưng lần này không có vỡ vụn. Hắc hắc! Đại Thánh ơi Đại Thánh, ngài thật xem nhẹ thiên la địa võng của ta rồi. Hoa Thập Nương che miệng cười. Lúc này Tôn Ngộ Không mới hiểu được, lúc trước mình tiện tay xé vỡ thiên la địa võng, hẳn là do yêu nữ này cố ý gây nên, chính là vì để cho y ngộ nhận. Nhị Lang Chân Quân không trách ta xen vào việc của người khác chứ. Hoa Thập Nương lại nhìn về phía Dương Tiễn, mỉm cười hỏi. Ngươi có biện pháp nào phong bế hành động của hắn? Đỉnh núi bên kia còn cần chút thời gian. Dương Tiễn lạnh lùng trả lời. Nếu Chân Quân đã mở miệng, không có cũng phải có nha. Sóng mắt Hoa Thập Nương lưu chuyển, dịu dàng cười. Dứt lời, cổ tay nàng nhấc lên, không ngừng múa trong hư không. Bốn phía thiên địa có vô số tinh ti sáng lên, một sợi tiếp lấy một sợi, răng khắp nơi đan chéo vào nhau, quấn tới phía Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn thấy thế, lông mày cũng không nhịn được nhíu một cái. Gã cũng không biết, nữ tử yêu mị này bày ra vô số tinh ti trong hư không ở Phương Thốn Sơn từ lúc nào. Chân Quân thứ lỗi, bản tơ động chúng ta đều là nữ tử chân yếu tay mềm, đi ra ngoài tự nhiên phải bố trí trước. Nếu không làm sao có thể sống tạm trong thế đạo gian nguy này. Hoa Thập Nương nói chuyện, nhưng động tác trên tay cũng không mảy may đình trệ. Giữa không trung từng sợi tơ qua lại quấn quanh, từng lớp bao phủ, thân ảnh Tôn Ngộ Không rất nhanh đã bị bao trùm. 6 đầu kim long tự mình vùng vẫy nhưng vô ích, căn bản không làm nên chuyện gì, chúng nhanh chóng biến thành một kén tầm khổng lồ. Như thế, thật có thể khốn trụ Tôn Ngộ Không? Dương Tiễn hoài nghi hỏi. Chân Quân yên tâm, thiên la địa võng phối hợp bản tơ trận lại thích hợp nhất, cho dù là đấu chiến thắng Phật, cũng trốn không thoát.
Hoa Thập Nương ngược lại tin tưởng 10 phần. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, mây đen bốn phía bỗng nhiên tụ lại, sắc trời đột nhiên tối tăm. Vân ám thiên hôn, một tiếng quát lớn từ trong kén tầm màu trắng đột ngột vang lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kén tầm lập tức bị một cỗ khí tức cường đại chống đỡ đến phồng lên. Có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ở bên trong, thân hình mơ hồ chớp động cực nhanh, tay cầm côn bổng vung vẩy, lúc này có vô số tàn ảnh bắn ra. Ầm ầm ầm, trận trận âm thanh lôi minh từ trong kén tầm phát ra, thanh âm xuyên thẳng mây xanh, dẫn tới thiên địa cộng minh theo. Ngũ lôi toàn thốc, nứt giáp xuyên vân. Lại thêm một tiếng quát lớn vang lên, chỗ sâu trong mây trời nổ vang một tiếng đùng đoàng, một đạo tử sắc lôi điện xuyên qua, từ cửu thiên thẳng tắp bổ xuống, đánh vào kén tầm tuyết trắng. Dầm, tiếng oanh kích đinh tai nhức óc, kén tầm tuyết trắng ứng thanh nổ tung. Thân ảnh Tôn Ngộ Không một lần nữa hiện hiện ra, một cánh tay giơ cao như ý kim cô bổng, trực chỉ thiên khung, cửu thiên tử lôi nhắm đỉnh côn bổng bổ xuống, cùng đỉnh côn bổng đụng vào nhau. Trong hai mắt y cơ hồ phun ra hỏa diễm như thực chất, côn thế. Trong tay nặng nề như thiên quân vung múa xuống. Trong nháy mắt, tiếng sấm cuồn cuộn nổ vang không ngừng, lôi điện đầy trời như mưa to chút xuống, bao phủ về phía hai người Dương Tiễn. Thụ nhãn nơi mi tâm Dương Tiễn bắn ra kim quang, cùng lôi điện đầy trời xen lẫn, hình thành một màn sáng hình cung, bảo hộ chính mình ở phía dưới. Bên kia, Hoa Thập Nương lại không có thủ đoạn phòng hộ mạnh như vậy. Lôi quang đầy trời thuận theo mạng nhện mà nàng bố trí trong hư không, ở trong không trung dệt thành một tấm lưới điện quang vô cùng to lớn. Từng tia chớp hình cầu nhấp nhô chuyển động, không ngừng đánh vào trên thân nàng. Hồi lâu sau, lôi điện rốt cuộc ngừng lại. Dương Tiễn một thân ngân giáp vẫn còn tia điện nhốn nháo, Hoa Thập Nương thì toàn thân che kín vết cháy, lộ ra vạn phần chật vật. Tôn Ngộ Không thấy thế, tay cầm như ý kim cô bổng vác lên trên vai, mặt mũi trêu tức nhìn về phía hai người, hỏi, thế nào, tư vị này có thoải mái không? Sắc mặt Dương Tiễn trầm xuống, không nói gì, khóe miệng Hoa Thập Nương lại gợi lên một nụ cười. Tôn Ngộ Không thấy thế, lông mày khẽ nhíu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. À, đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Giác Ngạn vẫn đi theo y bị người đánh lén, thân hình đang bay ngược về sau, miệng cuồng phun máu tươi. Trong hư không lại không thấy người đả thương gã. Lông mày y bỗng nhiên co lại, hỏa nhãn kim tinh sáng lên quang mang, dò xét bốn phía xung quanh. Tuy nhiên, làm y kinh ngạc chính là lại không phát hiện được nửa điểm khí tức của người đánh lén. Đúng lúc này, chợt nghe Giác Ngạn bất chấp nguy hiểm bản thân, là lớn, cẩn thận phía sau. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu, tay cầm như ý kim cô bổng quét ngang ra sau lưng, thân côn đại phóng kim quang, trực tiếp kéo dài hơn 10 trượng, quét ra một côn ảnh hình quạt. Phanh một tiếng, Hoa Thập Nương đến đánh lén, lập tức bị một côn quất bay xa mấy trăm trượng. Lại một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Giác Ngạn tựa hồ cực lực muốn ngăn chặn thanh âm kêu đau, nhưng trong nháy mắt bị cự lực bay nhanh, vẫn không thể nào đè nén xuống, phát ra tiếng rên. Lén lén lút lút, còn chưa cút ra, đánh một trận với lão Tôn ta. Tôn Ngộ Không thấy gã lại bị đánh lén, lập tức giận không kềm được, lớn tiếng quát lên. Trong hư không ngoại trừ tiếng gió gào thét, cũng không có người trả lời. Nhưng rất nhanh, gia hỏa ẩn nấp trong hư không đã đáp lại. Giác Ngạn mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu, sống lưng lần nữa bị trọng kích, cả người như bao tải rách ném ra, đập tới phía Tôn Ngộ Không bên này. Tôn Ngộ Không thấy thế, lửa giận trong mắt muốn phun ra ngoài, phi thân đỡ lấy. Giác Ngạn sư huynh. Một tay y đỡ Giác Ngạn, đang muốn giúp gã ổn định thương thế, tiếng nói đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trước người gã bắn ra, một đầu cự tượng trắng như tuyết do hư quang ngưng tụ thành ngẩng đầu xông qua, trực tiếp hất văng thân thể Tôn Ngộ Không ra xa mấy trăm trượng. Ngào ô, sau một tiếng gào thét vang lên, thân hình cự tượng màu trắng tiêu tán, Tôn Ngộ Không bay ngược trong hư không mới lại ổn định thân hình. Một tay y nhấc lấy như ý kim cô bổng, một cánh tay khác rũ xuống trước người,
cả người khom xuống, cúi đầu, dòng máu màu vàng không ngừng thuận theo bàn tay y nhỏ xuống. Xoạch, xoạch, huyết dịch kia dường như rơi xuống đất vang lên, vang vọng bốn phía thiên địa. Ha ha! Một trận cười dần dần phóng đại, chuyển từ thấp sang cao, từ kìm nén trở nên càn rỡ. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu, đứng thẳng lên. Ở ngực trái của y, thình lình cắm một thanh loan nhận trắng như tuyết lấp lánh, mặt trên đang lóe ra từng vòng phủ văn màu đỏ sậm. Lấy thân thể kim cương bất hoại của y, thế nhưng vẫn bị một đao nhìn như bình thường này đâm xuyên lồng ngực, miệng vết thương đã bị chuôi đao che kín. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1337, Đại Thánh bị vây khốn. Dương Tiễn hờ hững nhìn loan đao đang cắm vào ngực Tôn Ngộ Không, trong mắt nổi lên một chút biến hóa, lẩm bẩm, quý xương nha. Y biết rõ, thanh loan đao truyền thuyết này chính là thần tượng Nha Thiên Trúc Quốc ngàn năm điêu khắc mà thành, tinh khiết như xương. Bên trong còn có thần tượng pháp lực cùng lực lượng thần bí nào đó, một mực là chân tàng của Sư Đà Lĩnh Tượng Vương. Giác Ngạn sư huynh, người phản bội sư môn sao? Tiếng cười của Tôn Ngộ Không ngừng lại, gằn từng chữ hỏi. Giác Ngạn nhìn Tôn Ngộ Không lộ ra dày đặc răng trắng, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè, nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định, cắn răng nói, phải thì thế nào? Vậy lúc trước ngươi nói đều là nói láo lừa gạt lão Tôn. Hai mắt Tôn Ngộ Không híp lại, hỏi. Không phải tất cả, Bồ Đề lão tổ đích xác đang bị trọng thương, cách cái chết không xa. Bất quá đã thương hắn chính là ta và Giác Minh. Giác Ngạn lau vết máu trên khóe miệng, cười nói, phải diễn xuất chân thật mới có thể lừa được người khôn khéo như Tôn Ngộ Không. Thương thế trên người gã cũng không phải là giả. Nếu vậy, muốn thanh lý môn hộ, giết người vẫn không đủ. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, nói cho ngươi biết, Giác Minh đã bị sư phụ dùng một chưởng vỗ chết rồi. Lúc này ngươi lên đường, trên Hoàng Tuyền lộ còn có thể đuổi kịp. Giác Ngạn thấy Tôn Ngộ Không đã bị trọng thương, tất nhiên là hồn nhiên không sợ nói, ngươi có phải là kẻ ngốc hay không? Lão Tôn ta đã sớm tiêu tan tử tịch, thoát khỏi luân hồi rồi. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, châm chọc nói, địa phủ không thu ngươi, vậy thì chờ hồn phi phách tán đi. Giác Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Tôn Ngộ Không nhìn Giác Ngạn như nhìn kẻ ngốc, mặt không đổi sắc rút quý xương nha ra, mở miệng hỏi, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi là đích truyền của sư phụ, vì sao lại phản bội sư môn? Vì cái gì? Bởi vì sư phụ bất công, nhân tộc tiên tộc không dạy, lại thu yêu ma tai họa như các ngươi. Đáng giận nhất chính là không chút giữ lại dạy tất cả bản lĩnh cho con khỉ ngươi, dựa vào cái gì? Ta và Giác Minh trước khi lão lập giáo xưng tổ đã theo hầu bên cạnh lão rồi, lão dựa vào cái gì dạy tất cả bản lĩnh cho ngươi, giúp ngươi thành Phật thành tiên? Còn chúng ta không có gì cả. Giác Ngạn tức giận bất bình nói, ngươi hỏi dựa vào cái gì? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, sư phụ dạy ngươi một thân bản lĩnh, ngươi dám đại náo thiên cung, ngươi có thể hộ đạo Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không không những không giận mà còn cười, hỏi, hừ, bất quá là làm vũ khí cho người ta sử dụng, cuối cùng còn không phải bị Ngũ Chỉ Sơn ép xuống 500 năm, đáng để ngươi dương dương đắc ý. Giác Ngạn hừ lạnh một tiếng, diễu cợt nói, vậy hành động trước mắt của ngươi không phải là làm vũ khí cho người ta sử dụng sao? Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại, ta đây là... Giác Ngạn nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, há to miệng, không biết đáp lại như thế nào. Nhưng ngay lúc này, hàng trăm sợi tơ màu trắng từ trong hư không ngưng tụ ra, một tấm Thiên La Địa Võng hoàn toàn mới đã dệt thành, lần thứ hai vây Tôn Ngộ Không ở trung tâm. Tôn Ngộ Không không chút ngạc nhiên, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí ngực. Vết thương bị quý xương nha đâm ra, vậy mà không có nửa điểm vết tích khép lại, huyết dịch màu vàng từ trong đó chậm rãi chảy ra. Y chậm rãi cởi áo cà sa khoác trên người xuống, tiện tay thu hồi, sau lưng là một áo choàng màu đỏ tung bay theo gió, hai mắt lấp lóe hào quang, chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Dương Tiễn hơi híp mắt lại, trong thoáng chốc cảm thấy
Tề Thiên Đại Thánh tiện tay đánh lui 10 vạn thiên binh đã trở về. Các người nếu mở chiến sự, lão Tôn ta phụng bồi tới cùng. Tôn Ngộ Không hét to, tay cầm trường côn truyền một cái, chỉ thẳng vào Dương Tiễn. Dứt lời, thân hình y đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thật nhanh, Hoa Thập Nương kinh hô một tiếng, 10 ngón tay kéo trước người một cái. Hư không phía trước lập tức vặn vẹo, thiên la địa võng cũng động theo, cắt hư không ra một ít vết rách, nhưng khu vực mà lưới bao phủ đã không còn thân ảnh Tôn Ngộ Không. Bên kia, trong lòng Giác Ngạn không khỏi hoảng hốt, thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn thoát ly khỏi nơi này, nhưng sau lưng đã có một cỗ phong bạo cuốn tới. Thân ảnh Tôn Ngộ Không chớp mắt đã đến, như ý kim cô bổng trong tay không còn thu liễm, không chút tránh né, hung hăng nện xuống đỉnh đầu gã. Sát khí nồng đậm phô thiên cái địa cuốn tới, bao phủ hư không phía dưới cực kỳ chặt chẽ, làm cho người ta hít thở không thông. Trong nháy mắt, Giác Ngạn như rơi xuống hầm băng, thân hình càng không có cách nào động đậy mảy may. Nhất thời, vạn niệm câu hôi. Giải thích câu vạn niệm câu hôi nghĩa là mọi ý niệm đều đã thành cho. Hết giải thích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt gã chợt lóe kim quang, một bóng người lướt ngang tới, lại là Dương Tiễn chắn ở trước người. Hai tay gã nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, hai tay chấn động, nâng đao nghênh đón. Ầm. Chỗ trường côn rơi xuống, một tiếng nổ bạo vang, một cỗ uy áp thiên băng địa liệt bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là Dương Tiễn cũng bị cự lực đánh cho rơi xuống mặt đất, ép sập một vách đá núi. Giác Ngạn tuy không trực tiếp chống đỡ, cũng bị dư ba chấn động, thân thể bị nện rơi thẳng tắp xuống mặt đất. Ta đã sớm biết, yêu chính là yêu, ma chính là ma, cho dù tu tiên thuật, ngộ Phật Pháp, chung quy vẫn bản tính khó rời. Dương Tiễn ngửa mặt lên trời giận dữ quát một tiếng, thân hình phóng lên trời. Quanh thân gã huyễn quang bạo phát, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao khuấy động hư không, lại có thế phiên giang đảo hải, ở trên không trung dẫn ra một đạo sóng nước ngàn trượng, khuấy đảo Tôn Ngộ Không vào trong đó. Giải thích câu phiên giang đảo hải nghĩa là sông cuộn biển gầm. Hết giải thích. Một bên khác, trên bầu trời Hoa Thập Nương cũng thi triển ra toàn bộ thần thông, ngưng tụ thành một lồng da mạng nhện màu vàng từ trên trời rơi xuống. Cùng sóng nước của Dương Tiễn hợp về một chỗ, tạo thành một tòa thủy ngục trấn áp Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, Giác Ngạn cũng phi thân bay lên, đi tới gần lồng giam thủy ngục, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một đạo tiếp một đạo kim sắc phù lục từ trong tay áo gã bắn ra, bay tới lồng giam mạng nhện màu vàng. Thất tâm phù, ly hồn phù, thất hồn phù, lạc phách phù, định thân phù. Đạo đạo kim sắc phù lục liên kết lại với nhau, mắt thấy chỉ kém thi triển thần thông tam tinh diệt ma. Tôn Ngộ Không trong lồng giam, thời khắc này cũng không chịu nổi. Dương Tiễn cùng Hoa Thập Nương liên thủ chấn áp vốn đã khiến y không chịu nổi gánh nặng. Từng đạo phù lục của Giác Ngạn còn không ngừng công kích thần hồn của y. Loạn trong giặc ngoài không nói, nơi ngực bị Quý Xương Nha đâm bị thương, còn đang không ngừng chảy máu, từng chút một làm y suy yếu. Hai kiện tướng yêu viên muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Hoa Thập Nương xuất thủ áp chế, trói buộc. Trước mắt, y đã tứ cố vô thân rồi. Tôn Ngộ Không, ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ chuyện bên kia giải quyết xong, ta có thể cam đoan thả ngươi bình yên rời đi. Dương Tiễn lạnh giọng nói. Dương Tiễn, là ngươi bị thất tâm phong, hay là đầu óc lão Tôn ta có bệnh, nếu sư phụ có xảy ra chuyện gì bất chắc, lão Tôn ta há có thể bỏ qua cho các ngươi. Năm đó lẻ loi một mình, ta còn dám đại náo thiên cung, bây giờ thì sợ gì không mang theo bầy yêu hoa quả sơn, san bằng lăng ba thành các ngươi. Tôn Ngộ Không bật cười, lớn tiếng quát hỏi. Giải thích thất tâm phong là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường, thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn. Hết giải thích. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1338, tin tưởng lão tổ. Đến lúc đó, lăng ba thành ta sẽ tự phụng bồi,
Đối mặt Tôn Ngộ Không quát hỏi, mặt Dương Tiễn không thay đổi nói, phù trận này của ngươi còn chưa bố trí xong à? Hoa Thập Nương nhìn về phía Giác Ngạn, nhíu mày hỏi, còn thiếu một đạo hỗn nguyên phù cuối cùng là có thể sâu chuỗi lên, hắc hắc. Con khỉ, ngươi đắc ý không được bao lâu nữa. Đầu Giác Ngạn đầy mồ hôi, nói. Trong khi nói chuyện, hai tay gã bóp một cái thủ quyết phức tạp, trong hư không trước người chậm rãi dâng lên một tấm phù lục to lớn cao cỡ nửa người. Phù văn trên đó sáng lên từng điểm kim mang, bị triệt để đốt cháy. Theo hai tay Giác Ngạn khẽ múa phía trước, tấm phù lục to lớn kia bắt đầu tung bay về phía trước, bay tới lồng giam. Phù lục lóe lên kim quang, lúc bao trùm tới phía lồng giam màu vàng, bỗng một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên bổ xuống. Ầm ầm, một tiếng lôi minh chấn thiên vang lên, điện quang màu tím nổ bể ra. Phù lục màu vàng bị một đạo lôi quang màu tím đánh xuống, trực tiếp từ trung tâm vỡ ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Là ai? Giác Ngạn thấy hỗn nguyên phù bị hủy, lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Dương Tiễn hơi nhướng mày, ánh mắt đột nhiên nhíu lên, bỗng thấy trên lồng giam màu vàng trống rỗng hiện ra một bóng người, cầm trong tay một cây trường côn màu vàng, đang bổ xuống lồng giam. Tôn Ngộ Không, phân thân, do nghịch sáng, nên gã không thấy rõ hình dạng người tới. Chỉ thấy gã đưa tay khẽ múa, sóng lớn trùng thiên bao phủ thủy lao màu vàng lại lần nữa dâng lên, cuốn tới đạo nhân ảnh kia. Nhưng mà, chỉ thấy Thao Thiên Cự Lãng tiếp xúc người kia, trong nháy mắt sóng nước lam quang lưu động. Đúng là như cánh hoa tự phân tán ra, trong sóng lớn phân ra một đầu thông đạo, để cho thân ảnh đó xuyên qua. Phân thủy quyết, lông mày Dương Tiễn không khỏi nhíu một cái. Tầm gã thông báo chính là phân thủy quyết, đủ khả năng tách dòng nước do gã khống chế ra. Người này tu luyện thuật pháp thủy hệ phẩm chất nhất định không thấp, không biết xuất từ môn phái nào. Đang nghĩ ngợi, đã thấy trên đầu sóng kia đứng thẳng một thanh niên cao lớn, chính là Thẩm Lạc. Tay hắn nắm huyền hoàng nhất khí côn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn phía dưới, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy nghi hoặc. Người đến là người phương nào? Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Tiểu tốt vô danh mà thôi, nhị lang chân quân không cần nhớ làm gì. Chỉ là trong lòng tại hạ thực sự không hiểu, vì sao chân quân lại cấu kết cùng những tà ma ngoại đạo này, tấn công Phương Thốn Sơn. Thẩm Lạc ngưng mi hỏi. Dương Tiễn vốn không muốn giải thích gì, nhưng đón lấy ánh mắt Thẩm Lạc, chẳng biết tại sao gã lại chịu nhẫn nại giải thích. Ta chỉ muốn Phương Thốn Sơn giao ra Sơn Hà xã tắc đồ, cũng cam đoan về sau sẽ không tiếp tục thu lấy đệ tử ngoại tộc, chỉ cần Bồ Đề lão tổ đáp ứng hai chuyện này. Ta chẳng những ngừng vây công Phương Thốn Sơn, cũng có thể trợ giúp Phương Thốn Sơn giải quyết những phiền phức khác. Gã vừa nói ra, lập tức khiến cho Hoa Thập Nương rất là bất mãn. Chân quân nói lời ấy cũng quá mức vô tình đi, mấy môn phái chúng ta trong mắt ngài chỉ là công cụ lợi dụng, tùy thời có thể trở mặt chém giết sao? Hoa Thập Nương hỏi. Dương Tiễn lạnh nhạt nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hoa Thập Nương nghe vậy cứng đờ, trong lòng không khỏi buồn bực, chỉ cảm thấy Dương Tiễn ngược lại đúng là khó gặp trong đám thần tiên, chẳng phải là gia hỏa dối trá sao? Thẩm Lạc nhìn Dương Tiễn, tâm tình rất là phức tạp. Trong mộng cảnh tương lai, bọn hắn là chiến hữu kể vai chiến đấu, nhưng hôm nay lại thành địch nhân binh khí giao nhau. Trần Quân, trước mắt ma tộc ẩn núp dưới mắt thế nhân, nhưng dã tâm bọn hắn chưa bao giờ chết đi. Bọn hắn muốn đối phó Phương Thốn Sơn, ngài thật muốn trợ trụ vi ngược sao? Thẩm Lạc hỏi. Họa hoạn tam giới, há chỉ mỗi ma tộc? Không có ma tộc là mối họa, nhân tộc có phải cũng tự giết lẫn nhau? Tiên tộc sẽ không chấn áp tộc khác. Dương Tiễn không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Thẩm Lạc nghe vậy cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Bây giờ ma tộc chỉ ẩn núp một hai, liên minh nhân tộc và tiên đứng trước nguy cơ sụp đổ, bản thân nội bộ cũng mâu thuẫn trùng điệp, cho nên lời Dương Tiễn nói cũng không phải không có lý. Loạn tam giới, không tại mỗi bộ tộc, mà ở chỗ không cách nào duy trì cân bằng. Nhân tộc, ma tộc, tiên tộc, thậm chí yêu tộc, các phương độc lập với nhau, ngăn được nhau, đây mới là cân bằng tam giới có khả năng đạt tới cuối cùng. Dương Tiễn tiếp tục nói, nếu như vậy,
ngài càng phải bảo vệ Phương Thốn Sơn chứ. Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Dương Tiễn minh bạch ý tứ hắn, nói, Phương Thốn Sơn hữu giáo vô loại, các tộc đều thu, một khi tạo thành một tập hợp thế lực to lớn nhân ma tiên. Trên tay còn nắm giữ Sơn Hà xá tắc đồ liên quan đến vận mệnh tam giới, ngươi cảm thấy là chuyện tốt sao? Ta tin tưởng Bồ Đề Lão Tổ, ngữ khí Thẩm Lạc kiên định nói. Nghe lời ấy, Dương Tiễn lập tức nở nụ cười, nói, ngươi tin tưởng Bồ Đề Lão Tổ, nhưng bây giờ loại cục diện này. Bồ Đề Lão Tổ bị chính đệ tử thân truyền của mình ám sát, Phương Thốn Sơn rơi vào trong tay hắn sẽ như thế nào? Thẩm Lạc nhìn hướng Giác Ngạn mà Dương Tiễn chỉ, không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu Phương Thốn Sơn thật bị người như Giác Ngạn khống chế, tại tam giới tuyệt không phải chuyện tốt. Bất quá, nghĩ lại, Thẩm Lạc lại cảm thấy có chút cổ quái. Tên này đánh lén Bồ Đề Lão Tổ, đánh chiếm Phương Thốn Sơn, không phải Dương Tiễn người phối hợp sao? Người sao lại cầm quân cờ này ra nói chứ? Trong lúc nhất thời, Thẩm Lạc và Dương Tiễn không ai thuyết phục được ai. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đợi đến lúc Bồ Đề bí cảnh bị công phá, hết thầy gặp mặt sẽ hiểu. Dương Tiễn lạnh nhạt nói. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, bọn hắn cũng không có thời gian ở chỗ này tốn thời giờ. Đại Thánh, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lạc truyền âm hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, tới đi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc một tiếng. Nói xong, thân hình y và Thẩm Lạc đồng thời bắt đầu chuyển động. Hai người giống như tấm gương phản chiếu, tay nắm chặt trường côn, thân hình xoay tròn nhảy múa, thi triển Bắc Thiên Loạn Bổng. Chỉ một thoáng, tiếng gió gào thét đại tác, tầng tầng lớp lớp bổng ảnh hiện hiện đầy trời. Hoa Thập Nương thấy thế, lập tức kinh hãi. Tiểu tử này là truyền nhân Phương Thốn Sơn hay là tộc Duệ Hoa Quả Sơn? Nàng nhất thời suy nghĩ không ra, nhưng cũng không còn dám buông lỏng như lúc trước, vội vàng lần nữa thôi động thần thông, gia cố lồng giam màu vàng của mình. Dương Tiễn do dự một chút, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, sóng nước bị Thẩm Lạc dùng phân thủy quyết phá vỡ một lần nữa khép lại, lần này cũng giam Thẩm Lạc vào trong đó. Thẩm Lạc chợt cảm thấy áp lực bốn phía gia tăng mãnh liệt, rõ ràng thân ở trong mảnh sóng nước này. Lại giật mình cảm thấy như hãm sâu trong một vùng biển mênh mông, bị lực lượng cả tòa hải dương đè ép xuống. Ngay lúc hắn cảm thấy ngực ngột ngạt, hô hấp không thông, phía dưới lập tức vọt tới một cỗ khí thế mênh mông, tách áp lực ra, lúc này hắn mới cảm giác dịu đi, động tác trì trệ lại thông thuận. Trong lòng Thẩm Lạc biết là Tôn Ngộ Không ở phía dưới đang thả ra nhiều lực lượng, chia sẻ giúp hắn nhiều áp lực. Lúc này hai mắt ngưng tụ, tiếp tục thi triển Bát Thiên Loạn Bổng. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1339, còn có thể đánh. Ngay lúc Thẩm Lạc và Tôn Ngộ Không bắt tay thi triển Bát Thiên Loạn Bổng, Giác Ngạn một mực đứng ngoài quan sát. Trong mắt hận ý nồng đậm, rốt cuộc nhịn không được xuất thủ, lắc mình một cái đi tới phía sau Thẩm Lạc. Chỉ thấy hai tay gã hợp lại trước người, trong hư không hiện ra một thanh binh khí cổ quái giống như ngân câu, phía trên phát ra hàn ý lành lạnh như đến từ U Minh, bắn tới Thẩm Lạc. Động tác đánh lén này không khác lúc trước, bất quá pháp bảo từ Quý Xương Nha đổi thành Câu Hồn Trảo, đối tượng đánh lén cũng đổi từ Tôn Ngộ Không thành Thẩm Lạc. Thấy Câu Trảo sắp đột phá thủy bích, đâm tới Thẩm Lạc, trong hư không truyền tới một tiếng quát lớn. Chỉ thấy cuồng phong cuốn lên, tiếng sấm đại tác, một đạo phù ảnh huyết sắc từ trên trời rũ xuống, bổ vào Câu Hồn Trảo. Trong tiếng bạo liệt, Câu Hồn Trảo ứng thành vỡ vụn, biến thành bột mịn. Một bóng người chậm rãi từ trong hư không hiển hiện ra. Tự nhiên chính là Phủ Đông Lai. Giờ phút này, trên người gã mặc kiện nhuyễn yên la cẩm y của Thẩm Lạc, một tấm ẩn thân phù cũng từ trước ngực chậm rãi cháy hết. Nguyên lai là ngươi. Giác Ngạn thấy thế, trong lòng biết lúc trước ra hỏa phá hư hỗn nguyên phù chính là người trước mắt, lập tức giận tím mặt, tay nắm hư không một cái. Một thanh hoàng kim việt hiện ra kim quang hiển hiện trong tay. Thân hình y bỗng nhiên xuất hiện, hoàng kim việt trong tay bổ xuống Phủ Đông Lai. Phủ Đông Lai hoành dìu ngăn cản. Một thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, đánh cho thế công Giác Ngạn thối lui.
Sau chiến dịch Hắc Uyên Mê Quật, tu vi phủ Đông Lai cũng tăng trưởng, mà Giác Ngạn dù tu vi cao hơn, nhưng thân chịu trọng thương. Giờ phút này cũng lửa giận công tâm, mới mất trí tấn công mạnh tới, không muốn bị phủ Đông Lai áp chế. Phủ Đông Lai tự nhiên hoàn toàn không có hảo cảm với y, giờ phút này thi triển toàn lực đối phó. Búa rìu giao kích, giữa không trung là một trận hỏa hoa thiểm điện, phích lịch nổ vang. Bên này, Thẩm Lạc và Tôn Ngộ Không không bị cắt ngang, bát thiên loạn bổng của hai người cũng đã thi triển đến cực hạn. Trong ngoài thủy lao là hàng ngàn hàng vạn bổng ảnh trùng điệp, phóng thích ra ba động cường đại, chấn động cho sóng nước khuấy động không thôi. Dương Tiễn chau mày, đã hiểu ra, gã và Hoa Thập Nương liên thủ thi triển lồng giam, đã khốn không được Thẩm Lạc và Tôn Ngộ Không nữa. Gã hơi nhướng mày, trong mắt dọc ở mi tâm hiện lên một đạo quang mang, hóa thành tia sáng, bắn thẳng đến Thẩm Lạc. Nhưng tại thời khắc này, Thẩm Lạc và Tôn Ngộ Không đồng thời dừng vũ động thân hình. Hai người lúc lên lúc xuống, trường côn chia ra đón thế đánh tới của đối phương. Bồng ảnh đầy trời giống như vật sống, hóa thành hai trận doanh gay gắt đối chọi nhau, kịch liệt đối xứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng oanh minh rung khắp cửu tiêu. Một cỗ khí lãng cường đại không gì sánh được từ lưng chừng núi nổ tung, hai đạo kim quang hình bán cầu băng tán, hóa thành một cỗ lực lượng hủy diệt phóng tới bốn phía. Lồng giam nhìn như bền chắc không thể phá, bị nguồn lực lượng này vô tình nghiền ép, xé nát, biến thành bột mịn. Hai đạo nhân ảnh từ trong quang mang phóng lên tận trời, sánh vai rơi xuống. Một tay Tôn Ngộ Không vịn sau lưng Thẩm Lạc, độ nhập pháp lực giúp hắn lắng lại khí tức khuấy động thể nội. Cả mặt Thẩm Lạc đỏ bừng, do khí tức thể nội khuấy động, cũng do nội tâm kích động. Lồng giam bị công phá, Dương Tiễn và Hoa Thập Nương bị chấn động không nhỏ, bất quá so với Thẩm Lạc và Tôn Ngộ Không tiêu hao, cũng không tính là gì. Hai người không nói gì với nhau, đồng thời lựa chọn thẳng hướng đối phương. Thế nào, còn có thể đánh không? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc một tiếng, hỏi. Đại Thánh hơi xem nhẹ người quá nha, Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Vậy thì tới. Tôn Ngộ Không cũng không dài dòng, lúc này thân hình nhảy lên, chủ động nghênh hướng Dương Tiễn. Thẩm Lạc nhìn vết thương chảy máu trên người y, không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Hoa Thập Nương cũng tìm tới hắn, nổi giận nói, hỗn trướng từ đâu tới, dám can đảm nhúng tay chuyện nơi đây, hôm nay sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Thẩm Lạc nghe vậy, chẳng muốn trả lời, trong lòng không chút e ngại, huyền hoàng nhất khí côn trên tay quét ngang ra, càng chủ động giết tới. Hoa Thập Nương thấy động tác hắn trôi chảy, nhưng tốc độ lại không nhanh lắm, lúc này cổ tay vung lên hư không. Chỉ thấy 18 đạo lưu quang từ trong tay áo nàng bắn nhanh ra, hóa thành 18 chuôi phi kiếm nhỏ bé, toàn bộ bắn nhanh tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không tránh không né, trực tiếp lấn người nghênh tiếp, ngay lúc sắp va chạm, đột nhiên thi triển Tà Nguyệt Bộ. Dưới thân tản mát ánh trăng, thân ảnh lơ lửng không cố định, từ trong khe hở phi kiếm nhanh chóng xuyên qua. Trong chớp mắt, hắn kéo gần khoảng cách với Hoa Thập Nương. Hoa Thập Nương thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút ngạc nhiên, ngược lại lộ ra vui mừng. Chỉ thấy nàng điểm hư không một cái, phi kiếm bay vụt tới kia lập tức chớp động ngân quang, mỗi một chuôi đều một phân thành hai, trong giây lát từ 18 chuôi hóa thành 36 chuôi. Ngay sau đó, thân hình nàng rút lui ra sau, nhấc chỉ móc về phía trước. Chỉ một thoáng 36 chuôi phi kiếm nhỏ bé nhao nhao bay ngược về, tốc độ cực nhanh đâm tới hậu tâm Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không đuổi kịp Hoa Thập Nương, chỉ có thể tay cầm huyền hoàng nhất khí côn trở ngược lại đập tới đám phi kiếm. Đinh đương. Một trận âm thanh thanh thúy vang lên, huyền hoàng nhất khí côn trong nháy mắt quét trúng đám phi kiếm tuyết trắng kia, đánh cho một trận loạn hưởng, nhao nhao văng ngược lại. Thẩm Lạc cau mày lại, phi kiếm này dễ đối phó hơn so với hắn suy đoán. Ngay lúc hắn suy nghĩ có phải Hoa Thập Nương giả bộ hư chiêu hay không, một màn làm hắn kinh ngạc xuất hiện. Phi kiếm quay ngược trở về kia va chạm vào nhau, phát ra một trận đinh đương giòn vang như chuông gió. Từng mũi kiếm sau khi đụng nhau, lại bay vụt tới phía Thẩm Lạc, quỹ tích vốn bay thẳng bị đánh loạn, lại từ các góc độ khác nhau bắn nhanh tới. Thẩm Lạc thấy thế, cũng không hoảng hốt, trường côn trên tay vẩy một cái, thân hình như điện,
Từng đạo côn ảnh vung ra, tinh chuẩn đánh cho tất cả phi kiếm văng đi. Nhưng phi kiếm bị hắn đánh bay, từng chuôi cũng không gặp khó, ngược lại bay rất ra sau. Tốc độ lại càng thêm tấn mãnh bay tập đến, quỹ tích mỗi một chuôi phi kiếm khác nhau, đúng là từ bốn phía bao vây hắn lại. Thẩm Lạc thấy thế, chau mày, đang muốn tiến lên phá vỡ phi kiếm vây quanh, bỗng thấy 36 thanh phi kiếm đồng loạt thay đổi mũi kiếm, đúng là chủ động bắn tới hắn. Hắn cũng không do dự, nâng côn lên nghênh đón. Sau một hồi kiếm quang lấp lóe, đinh lang loạn hưởng, tất cả phi kiếm lại bị đánh lui. Nhưng ngay sau đó, tình huống một thanh phi kiếm hóa thành hai lúc trước xuất hiện lần nữa, 36 thanh phi kiếm theo kiếm quang chớp động, đúng là hóa thành 72 chuôi. Thẩm Lạc chau mày, rốt cuộc phát hiện phi kiếm này có chỗ bất phàm. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, phi kiếm này tên là phong xào, nếu đụng phải đó chính là chọc trúng tổ ong vò vẽ, ngươi càng đánh sẽ chỉ càng nhiều, cho đến khi ngươi chống đỡ không được. Hoa Thập Nương thấy thế, đắc ý cười nói. Thẩm Lạc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ra tiếng, phi kiếm này hoàn toàn chính xác đặc biệt, mỗi một chuôi phân hóa ra đều không phải là huyễn ảnh, mà thật sự là phi kiếm. Mà chỉ cần là phi kiếm, người thao túng cần tiêu hao pháp lực, chỉ là không biết chính người có thể chống đỡ đến bao nhiêu chuôi. Nghe lời ấy, sắc mặt Hoa Thập Nương biến hóa, nàng không ngờ Thẩm Lạc rất nhanh đã phát hiện ra chỗ thiếu hụt của phong xào. Kỳ thật nói thiếu hụt cũng không chính xác, dù sao phân hóa bản thân vô hạn là một thần thông cực kỳ lợi hại. Chỉ tiếc muốn bảo trì số lượng phi kiếm, đồng thời còn bảo trì uy lực mỗi một chuôi phi kiếm, tiêu hao pháp lực cũng thập phần to lớn. Mà lúc trước Hoa Thập Nương đã giao chiến cùng Tôn Ngộ Không hồi lâu, vì vây khốn y cũng đã hao phí đại lượng pháp lực, tình huống trước mắt tự nhiên không thể so với trạng thái mình lúc đỉnh phong. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1340, đều là ngụy trang. Hừ, người phát hiện ra thì có thể làm gì? Hôm nay ta muốn xem là ta không chịu nổi hay là người ném đi mạng nhỏ trước. Đôi mắt Hoa Thập Nương nhắm lại, cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, nàng nhấc tay điểm vào hư không, phong xào phi kiếm lại lần nữa phân hóa, nháy mắt đã tăng gấp đôi. 144 thanh phi kiếm vờn quanh, tựa như một lồng giam kiếm trận, bao quanh bốn phương tám hướng, không ngừng tập kích Thẩm Lạc. Số lượng phi kiếm tăng vọt, tốc độ và uy lực lại không biến hóa rõ ràng. Hơn nữa quỹ tích công kích của mỗi một thanh phi kiếm đều hoàn toàn khác nhau, trong lúc nhất thời khiến cho Thẩm Lạc có chút luống cuống tay chân. Phía bên kia, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cũng đang giao tranh ác liệt. Tôn Ngộ Không đã bị thương, tiêu hao trước đó cũng rất lớn, lúc này Dương Tiễn chiến ý đang thịnh, hai người càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời sàn sàn như nhau, bất phân thắng bại. Vũ Thần Hiển Thánh, Toái Tinh Quyết. Dương Tiễn quát lớn một tiếng, quanh thân hội tụ ngân quang, một pháp tướng màu bạc cao trăm trượng lập tức hiện lên phía sau. Trong tay pháp tướng cũng nắm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao to lớn, chỉ thẳng vào Tôn Ngộ Không. Chỉ là pháp thiên tượng địa, ai mà không biết. Tôn Ngộ Không cười dài một tiếng, sau lưng kim quang tăng vọt, một pháp tướng cự viên toàn thân vàng óng cũng hiện ra theo. Phía sau đầu pháp tướng lóe lên một vòng bảo quang lóa mắt, trên thân hoàn toàn không có khí hung sát, ngửa đầu gầm thét về phía hư không. Hai người cơ hồ đồng thời phóng tới đối. Phương, tự mình vung vẩy binh khí, giao kích lẫn nhau. Ầm. Trong tiếng nổ vang thật lớn, như ý kim cô bổng cùng tam tiêm lưỡng nhận đao, hai thanh thần binh chạm vào nhau, pháp tướng khổng lồ phía sau hai người cũng công kích va chạm vào nhau. Cả tòa Phương Thốn Sơn chấn động kịch liệt theo. Hai tay kim sắc cự viên gắt gao bắt lấy binh khí màu bạc của ngân sắc cự ảnh. Trên thân kim quang ngưng tụ thành từng sợi lông tơ tinh tế dựng đứng, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, hiển nhiên đã dùng hết lực lượng. Ngân sắc pháp tướng của Dương Tiễn cũng toàn thân căng cứng, gắt gao chống đỡ, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Nhị lang chân quân, để ta giúp ngươi một tay. Hoa Thập Nương thấy mình đã hoàn toàn kiềm chế được Thẩm Lạc, liếc mắt nhìn bên này,
khóe miệng nhếch lên ý cười, nói. Vừa nói xong, Hoa Thập Nương nhấc tay vung lên, một vệt kim quang lao vụt tới phía hai người Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn muốn quát bảo dừng lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy kim quang bay tới, từ đó hiện ra một tấm kim sắc linh phủ, phủ văn bỗng nhiên xé rách, truyền ra một trận ba động không gian mãnh liệt. Theo hư không vặn vẹo một hồi, một thân ảnh lóe ra, thân hình nhảy lên, lao thẳng về phía Dương Tiễn. Chỉ thấy trong nháy mắt khi người kia tới, một cây trường côn màu vàng trống rỗng xuất hiện trong tay, ở trong hư không ngoặt ra một đường cong khoa trương, xoay tròn đập vào lưng Dương Tiễn. Trong lúc vội vàng, Dương Tiễn căn bản không kịp phòng thủ. Phía sau lưng y bị trọng kích, ngay cả pháp tướng nguy nga kia cũng chấn động kịch liệt, trực tiếp bị đánh tan ra. Thân hình y lập tức bay nhào về phía trước, miệng phun máu tươi như suối, cả người lướt qua đỉnh đầu Tôn Ngộ Không bay ra ngoài. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra. Hoa Thập Nương thi triển thủ đoạn, đúng là trợ giúp Tôn Ngộ Không, đánh Dương Tiễn trọng thương. Nhưng chờ bọn họ thấy rõ nhân ảnh đả thương Dương Tiễn, cả bọn như bị sét đánh, tất cả đều choáng váng. Chỉ thấy người nọ mặc tòa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý. Tay cầm kim sắc trường côn chỉ ngang về phía trước, thình lình chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây là... Phủ Đông Lai đã hoàn toàn ngây dại. Đại vương! Hai tên kiện tướng yêu viên đã bị Hoa Thập Nương trói lại, liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người cũng lộ ra vẻ hoang mang, ai cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Dương Tiễn giãy giụa đứng lên, nhìn hai Tôn Ngộ Không xuất hiện phía trước, thoáng chần chừ một lát, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về phía người lúc trước giằng co với mình. Tôn Ngộ Không, đây là có chuyện gì? Y hỏi. Tôn Ngộ Không trước đây, hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh giống mình như đúc, nhếch miệng cười, hỏi. Năm đó trên đường thỉnh kinh, ta không phải đã dùng một gậy đánh chết ngươi, sao ngươi còn sống lại? Tôn Ngộ Không đánh lén Dương Tiễn nghe vậy, tiện tay thu hồi kim sắc trường côn, tay phất qua. Gương mặt của mình, hai cái tai nhọn, trong nháy mắt mỗi bên biến thành ba cái vành tai thẳng đứng. Rõ ràng chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Khanh khách. Chỉ có thể nói, khi đó ngươi nên cẩn thận hơn chút, chí ít không nên lưu toàn thi ta. Lục Nhĩ Mỹ Hầu quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng, cười nói. Ngươi yên tâm, lần này sẽ không. Tôn Ngộ Không đứng thẳng người, như ý kim cô bổng trong tay không khỏi nắm chặt vài phần. Y có thể phát giác được, khí tức trên người Lục Nhĩ Mỹ Hầu có chút cổ quái. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh nổ vang. Giữa không trung từng đạo kiếm ảnh bay ra, thân ảnh Thẩm Lạc từ trong phong xào kiếm trận xuyên ra, đứng lơ lửng trên bầu trời. Hoa Thập Nương ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân khí tức hùng hậu của Thẩm Lạc còn chưa tán đi. Tay cầm huyền hoàng nhất khí côn, bên cạnh còn lơ lửng một thanh xích hồng phi kiếm, lông mày nàng không khỏi nhíu chặt. Nàng nhấc tay khẽ vẫy, tất cả phong xào phi kiếm như bầy ong về tổ, lao tới nàng, một lần nữa hợp lại làm một, bay vào trong tay áo nàng biến mất không thấy. Khoảnh khắc Thẩm Lạc nhìn thấy Lục Nhĩ Mỹ Hầu, cũng hơi sững sờ, chợt phát hiện sự khác biệt giữa gã và Tôn Ngộ Không. Phủ Đông Lai và Giác Ngạn cũng ngừng đánh nhau, tự mình kéo dài khoảng cách. Bàn Tơ Động các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Dương Tiễn nhìn về phía Hoa Thập Nương, hỏi. Nhị Lang chân quân muốn biết, vậy ta nói cho ngươi biết. Kỳ thật chúng ta cùng Lăng Ba Thành và những tông môn nhân tộc khác liên thủ, bất quá đều là ngụy trang. Muốn bức bách Phương Thốn Sơn giao ra Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng chỉ là lấy cớ, về mục đích thật sự. Dĩ nhiên là muốn đánh mở ra thần ma tỉnh của yêu ma hai tộc chúng ta. Hoa Thập Nương cười nói. Vừa nghe đến thần ma tỉnh, thần sắc Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đều biến hóa rõ ràng, Thẩm Lạc vẫn không biết nó là vật gì. Thần ma tỉnh có chút cùng loại với Âm Dương Quật bên trong Hắc Uyên Mê Quật, bên trong ẩn chứa linh khí và ma khí tinh thuần nhất. Hai loại lực lượng này kết hợp, có tác dụng tái tạo nhục thân, tẩy luyện huyết mạch tam tộc nhân, ma, tiên. Phủ Đông Lai thấy mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc nên giải thích. Các ngươi đến vì thần ma tỉnh. Lúc trước khi tam tộc lập minh ước, đã quyết định cùng nhau phong ấn thần ma tỉnh. Sao?
Các ngươi muốn công khai bội ước? Dương Tiễn chất vấn. Ước định chó chết. Tiên tộc cùng nhân tộc các ngươi tinh tu linh khí, ma tộc chuyên luyện ma khí, thần ma tỉnh tuy có tác dụng, nhưng các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không liên quan tới căn cơ. Nhưng yêu tộc bọn ta muốn tẩy luyện huyết mạch cho tinh thuần, nhất định phải dựa vào lực lượng thần ma tỉnh. Các ngươi nói phong ấn liền phong, vậy tương lai yêu tộc bọn ta nên xử trí thế nào? Hoa Thập Nương giận tím mặt mắng. Các bạn vừa nghe xong tập 134 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.